Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tình tiết mới nhất của bộ phim Tham vọng giàu sang. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm, cuối cùng một Bình An lớn lên trong hận thù, làm ra nhiều việc thất nhân thất đức, cũng nhận ra chân lý, oan oan tương báo tới bao giờ mới hết. Cô khiến những kẻ gây ra bi kịch cho mẹ con cô phải trả giá, nhưng bản thân cô cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì. Cô cảm thấy hối hận vô cùng. Và rồi Bình An gặp lại Thanh Trúc, cô ấy nấy thú nhận mọi việc, quỳ xin chị gái tha thứ, và đương nhiên một Thanh Trúc lương thiện, thuần khiết, cô hiểu cho những mất mát, tủi nhục mà Bình An phải trải qua. Cả hai bỏ qua những chuyện xảy ra trong quá khứ, cả hai chị em nhận lại nhau trong nước mắt. Thế nhưng, điều đáng lo ngại là giờ Bình An đã là vợ của Hai Thịnh, người mà Thanh Trúc từng yêu hơn sinh mệnh của mình. Cuộc tình tay ba ngang trái giữa Bình An, Thanh Trúc, Già Thịnh sẽ có kết cục ra sao? Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Một Bình An mưu mô xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn, gây ra biết bao bi kịch, đang nhận được nhiều tranh luận trái chiều. Có người thông cảm đồng tình với cô, bởi cô có bất hạnh khi sinh ra mang tiếng là đứa con hoang, có ba mà không dám gọi. Cô và mẹ bị đối xử lạnh nhạt, phải sống trong túp lều rột nát, phải làm việc nặng nhọc vất vả, vậy mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hở ra là bị bà Mai đánh đập, hành hạ. Chứng kiến bà Mai độc ác đẩy mẹ vào chỗ chết, Bình An đung nấu ý định báo thù là đương nhiên. Nhưng có ý kiến cho rằng, trước khi bà Hường nhắm mắt xuôi tay, bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất là con gái hãy sống một cuộc đời an nhiên như chính tên gọi của cô. Cô không nên tranh giành những thứ không thuộc về mình. Chỉ cần cô đủ lông đủ cánh, cô có thể tự do bay nhảy đi tìm cuộc sống của mình. Nhưng Bình An quên hết lời căn dặn của mẹ, cô cứ thế trượt dài trong vòng xoáy thù hận. Bình An vừa đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Chính vì ý nghĩ méo mó, lệch lạc khiến cuộc đời Bình An ba chìm bảy nổi. Cuộc đời Bình An có những lúc tươi sáng khi cô có quyền rời khỏi gia đình bà Mai. Cô cũng có Tị yêu thương cô thật lòng. Nhưng rồi mọi việc thay đổi khi bà Mai ngỏ ý muốn Bình An cưới Hai Thịnh thay cho Thanh Trúc. Chỉ vì Hai Thịnh sau vụ tai nạn trở thành người tàn phế, đầu óc không được tỉnh táo. Nhưng vì gia đình Hai Thịnh giàu có nên Bình An thầm nghĩ đây chính là tấm vé đổi đời. Cô sẽ trở thành con dâu hào môn, được mọi người kính nể. Cô sẽ khiến bà Mai phải cúi đầu, lạy lục. Cô sẽ đạt được mọi thứ mình muốn. Cô chấp nhận từ bỏ mối tình với Tị. Cô chấp nhận kết hôn với người không hề yêu mình. Và rồi cô vỡ mộng khi Hai Thịnh ngu ngơ khù khờ vẫn còn nhớ tới bóng hình Thanh Trúc. Anh lạnh lùng với cô ngay trong ngày kết hôn. Anh cũng chẳng mặn mà để gì tới cô. Đã vậy, cô còn phải đối phó với âm mưu thâm độc của bà Tú. Giờ Bình An mới nhận ra nước đi sai lầm của mình. Cô hối hận thì cũng muộn màng. Bao năm vật lộn trong hận thù, trong toan tính. Tuy cô đã khiến cho gia đình bà Mai tán gia bại sản, khiến ông Tài liệt dương, chết trong đói khát, khiến bà Mai không một xu dính túi, phải sống đói rách khổ sở, khiến Thanh Trúc không còn là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, mà lưu lạc không rõ sống chết. Thế nhưng, Bình An chẳng cảm thấy vui vẻ, thoải mái gì. Giờ cô chẳng có người thân bên cạnh. Giờ cô luôn cảm thấy cô đơn trống trải. Cô thất thần, tìm tới phần mộ của mẹ, khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết, con đã làm gì sai. Con từng nghĩ chỉ cần trở nên giàu có, chỉ cần khiến bọn họ phải trả giá đắt, thì con sẽ hạnh phúc, sẽ giúp mẹ ra đi thanh thản. Nhưng không phải như vậy mẹ ơi. Rồi cô nhớ tới khoảng thời gian thơ ấu ở bên mẹ. Quả thật khi đó thiếu trước hụt sau đủ thứ, nhưng trong vòng tay của mẹ, được mẹ che chở bao bọc, cô cảm thấy an toàn vô cùng. Cô cứ thế tâm sự với mẹ. Rồi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô cứ thế bước về căn nhà cũ, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Trong lòng cô biết bao hoài niệm. Rồi cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô bước lại gần. Cô giật mình khi đó là Thanh Trúc. Cô gọi lớn, chị Trúc. Thanh Trúc nhìn cô khẽ cười. Là em sao? Giờ em thay đổi nhiều quá. Suýt chút nữa chị đã không nhận ra em. Rồi hai người thủ thỉ tâm sự. Bình An gặng hỏi, chị Trúc, thời gian qua chị thế nào? Chị có biết em lo cho chị lắm không? Thanh Trúc nghẹn ngào. Sau khi rời khỏi đây, chị đã buồn bã khắp nơi. Cũng may chị gặp được người tốt, kiều màng giúp đỡ chị. Bình An bỗng quỳ sụp xuống,
nước mắt lưng tròng thú nhận. Chị Trúc à, em có lỗi với chị. Thành Trúc đỡ cô dậy. An à, em làm gì vậy? Em có lỗi gì chứ? Chị biết ơn em, vì khi chị không ở đây, em đã thay chị lo lắng, chăm sóc cho ba mẹ chị. Tới giờ phút này, Bình An chẳng muốn giấu giếm bất kỳ việc gì. Cô thú nhận, thật ra, em không tốt như chị nghĩ đâu. Em từng rất ghen ghét, đố kỵ với cuộc sống của chị. Cả hai chúng ta đều là con của ba, nhưng cuộc sống của hai chúng ta lại hoàn toàn trái ngược. Chị có mọi thứ, còn em thì chẳng có thứ gì. Thành Trúc giọng lý nhí, thật sự khi đó chị còn quá nhỏ, chị không thể làm gì được cho em. Bình An chua chát, đó không phải là lỗi của chị, mà là do số phận của em. Em chỉ là con gái của kẻ ăn người ở, là đứa con vô thừa nhận. Rồi Bình An nghẹn ngào tiếp lời, chị có biết em từng hạnh phúc thế nào khi má lớn đối xử như một con người, quan tâm lo lắng cho em. Nhưng nào ngờ bà ấy chỉ lợi dụng, ép buộc em phải làm vợ của một người tàn phế thay cho chị. Khi đó em thầm nhủ, em sẽ không tha cho cả nhà chị. Thành Trúc rừng rưng, thật ra chị có nỗi khổ tâm của mình. Đúng là chị và anh Tài là anh Thanh Mai Trúc Mã, hai gia đình có hẹn ước với nhau. Khi thấy mẹ bắt em, đáng lẽ chị phải phản đối, đằng này chị lại nghe theo lời của mẹ. Chị có lỗi với em, có lỗi với anh Thịnh. Bình An gạt nước mắt, giọng lạnh lùng, chính các người có lỗi trước, nên em đã khiến cho gia đình chị tan đàn xẻ nghé, khiến chị phải lưu lạc, khiến ba mẹ chị sống trong đau đớn khổ sở. Thanh Trúc vốn là cô gái hiểu chuyện, lương thiện, cô hiểu chính vì ba mẹ cô gieo hạt giống thù hận mới phải gặt lấy báo ứng đó. Cô đáp lời, ở đời gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Giờ hãy xem như gia đình chị đã trả hết nghiệp báo gây ra cho em. Chị chỉ mong em bỏ qua hết hận thù, hãy là chính mình, hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc. Bình An bất ngờ trước sự bao dung, vị tha của Thanh Trúc. Quả thật, nếu cô ở địa vị của Thanh Trúc, biết được sự thật tàn khốc này, cô sẽ không đủ bản lĩnh để tha thứ như vậy. Bình An nhìn Thanh Trúc với ánh mắt cảm kích. Chị Trúc, thật sự chị không giận em sao? Thanh Trúc gượng cười. An à, chị không giận gì em cả, mà chị rất thương em. Giờ ba mẹ chị và mẹ em không còn, chị và em là người thân duy nhất của nhau. Chị muốn chúng ta hãy yêu thương, đùm bọc lấy nhau. Cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa Thanh Trúc và Bình An đã hóa giải hết mọi hận thù. Hy vọng rằng những ngày tiếp theo của hai cô gái sẽ là những mảng màu tươi sáng và trái ngang hơn nữa. Khi hai Thịnh, người từng thề non hẹn biển với Thanh Trúc, giờ đã là chồng của Bình An, tình chị duyên em này rồi sẽ đi về đâu? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.